Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Miu Seven. Hôm nay tụi mình sẽ chơi một trò chơi mà thời thơ ấu chắc hẳn ai chúng ta cũng đã từng chơi rồi phải không? Đó là trò chơi thổi bong bóng xà bông. Nhưng hôm nay tụi mình sẽ chế tạo một cỗ máy thổi xà bông siêu to khổng lồ giống như bà Tân Vlog. Ok, mời các bạn chúng ta cùng đón xem. Ok các bạn, ở đây mình có 42 cái ống hút nè, ống hút nước ngọt nè, và một cái thùng cát tông. Trên cái thùng cát tông này mình đã đục sẵn những cái lỗ nha, mình dán băng keo hết xung quanh, đục sẵn hết một lỗ, còn một đầu thì mình cắt y vậy nè. Rồi ok, bây giờ mình phải ghim từng cái ống hút vô đây. Ok, vậy là mình đã ghim xong mấy cái ống lên thùng giấy cát tông rồi nghe bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm các bước tiếp theo. Ok, ở đây mình có một thau nước nha. Bây giờ mình sẽ đổ xà bông vô đó, lên bọt rồi xong mình mới làm ha. Đổ hết nửa chai rồi. Là nói bây giờ tôi sẽ tự dùng khí nhân tạo ở gì. Giờ mình thử ra cái nữa nè. Ra được mấy cái rồi mà. Đó, nhạc rồi. Ra được mấy cái à? Ok. Thì xin lỗi tất cả quý vị nhiều. Không thành công được như mình mong muốn mà. Lần sau mình sẽ bù lại cho các bạn clip sau hay hơn, nội dung nó hay hơn nhiều. Clip này là vậy là không thành công rồi. Nếu các bạn ủng hộ thông cảm thông cho mình thì hãy like, subscribe, chia sẻ kênh YouTube của mình ha. Bye bye.